Hello, xin chào mọi người ha. Sau khi nhóm Hương Trần từ ở cái chỗ mà bên livestream á, giờ qua phía bên đây cả nhà ơi, mời mọi người vô cái quán bánh xèo ở đây cũng nổi tiếng lắm. Bánh xèo Ngô Quyền. Trời ở ngoài mọi người thấy là cũng đang mưa ha. Mưa lâm dâm, cây dâm có trái, con gái có bầu, đàn ông có vợ, đàn bà có một con. Bánh xèo Nguyễn Trà, em Ngô Quyền giải vậy. Dạ em chào anh chị trong nước ngoài nước, cho tụi em sẽ đến cái chỗ ăn bánh xèo, bán bánh xèo cho anh chị và tụi em chuẩn bị vô. Có quà đem theo luôn hả cả nhà? Có quà đem theo. Rồi. Rồi vô chị ơi, Trang ơi. Vô xong hết chưa? Rồi. Bánh cống rồi cuốn. Cái này bánh cống. Bánh cống rồi cuốn. Bánh cống này là chưa chín. À, ăn người ta mới chiên lại. Này gỏi cuốn, này bị cuốn, gỏi cuốn. Ngồi đâu cũng được, ngồi đi. Ai nữa không? Đủ rồi. Đủ chưa? Buông số. Đủ rồi. 3 4 5 6 7 8 người. 8 người rồi kìa. Em cảm ơn anh Minh Hồ cũng như chị Thảo Thu Si rất là nhiều ha. Đồ nát rồi, để nhóm em hôm nay đi ăn bánh xèo. Bánh xèo này là bữa anh có đi rồi. Có đi. Bánh xèo ở đây ăn cũng rất là ngon. Một cái bánh xèo ở đây thì mình là 90.000 là bánh. Em ơi, cho đường chua nhiều không? Trần là chưa ăn bánh xèo mà Trần cũng đã cảm thấy no rồi đó mọi người. Ăn dúi sữa cũng được. Cái gì vậy? Trời ơi. Rau mà cũng ăn nữa hả? Đó rau đang ăn thuốc hay gì? Vậy ăn rau thôi, đừng có ăn bánh xèo. Trang ơi, em ăn cần cái nè, em ăn hết tầm em ăn cả cái rồi. Cái nghe bên này nè, nó có cuối. Là sao? Cái này thì ăn cái hai người nha, không ăn lấy tiền. Em no quá. No phải không? Không ăn lấy tiền phải không? Được. Thì thôi ngồi đó đi. Ăn xong rồi. Sao tắm, 7 người ăn, 1 người ngồi nhìn miệng, người ta nói chuyện rồi. Dạ, anh cho em 5 cái trước đi. 5 cái đặc biệt hả? Đặc biệt thì nhiêu? Thì ăn 5 nướng hả? Thì ăn nem nướng là 4 nem nướng. Là nem nướng không đúng không? Một phần cuốn á, 7 cây. Cho chị nem nướng. Chị này thích ăn cây quá ha. Có cái gì mà có cây quá. À, nem nướng. Nem nướng 1 phần 70 nha. Bánh xèo thường 80 ha, bánh xèo đặc biệt 90. 70. Dạ. Lớn xèo. Này nó phải có xèo này tiền tây luôn. Này giờ nó chế ra ớt mới á chị. Dạ, mới bán cái bánh xèo nó phải có nhiều. Bỏ chấm vô rồi. Nhiều ha. Cái cài em nè. Em thấy cũng rất là nhiều người thích ăn bánh xèo. Ở đâu? Ở gì trên núi Bà Đen thì chỗ đó có bán, địa điểm đó có bán. Cái chảo của người ta bự lắm chị. Uống gì vậy? Uống mình uống gì chị? Trà đá hết ha. Đúng rồi, lấy 8 ly trà đá đi. Uống lông mi không? Uống tóc không chị? Uống lông mi uống tóc? Em uống trà đá đi. Có chưa kìa, có chưa kìa, không được. Đúng rồi, giờ phải lông mì là thuốc rồi. Còn uống lông mì, uống tóc là không có. Đúng rồi, uống lông mì, uống tóc. Cái cơ mấy ngàn người đi ăn cái nào không có bao giờ thay đổi. Ấy là fan đó. Mà fan nó cực kỳ vậy trời. Trời này, chắc là em trên Hưng nè. Anh Hưng Trần là đi dừng xa, không biết. Đi
Kỳ không? Ăn từ từ. Đấy là mấy chục ngàn người, người ta có nói là ăn bánh xèo gì là ăn bao vây á. Bốn người cái cần của người. Tiết tử có mấy trăm người thôi mà nó yên kẹp ba anh của nó ghê không? Ba anh bùa hổ 4-5 người không? Ba anh bùa nó chạy cả chục tu quá. Kìa mà nói cái chục tu á. Năng nghỉ dữ lắm mới vô ăn được một dĩa bánh lăng là về đó. Mẹ ơi, không ăn đâu mẹ ơi. Anh chỉ phải cả chục tu á. Tiết tử là cái đó là người ta chỉ biết chậm thời qua con. Tiết tử là biết lâu rồi. Anh cho miếng chua anh. Tưởng tượng dở cái bánh ra coi cho hấp dẫn không? Bánh này là... Sự đi đó. Bánh 90 ngàn hả cả nhà? Bánh này bánh đặc biệt ha, 90 ngàn. Rất là ngon, nhìn chừng nhiều á. Nè, chia chị nè. Đó, đó, cả nhà này. Đặc biệt, ở trong trọng có trứng ha, có tôm. Có tôm, có trứng, có giá. Bình dân mình nói, bỏ trình cho nó. Rất là ngon. Có trứng, có trứng. Mời chị ăn đi vậy, bỏ trứng. Dạ thôi nói đi, đừng có chấm nói đi. Đồ ăn ngon á. Không vậy hả? Dạ thôi kêu thường đi. Thôi thường đi chú, hai cái. Đổi này ba cái thường đi. Hai cái thường. Dạ, ví dụ mà chưa đổ hết á thì đổi lên đâu. Mời mọi người ăn nha. Cái này rau sống tươi ngon. Với lại cái chua đồ vô, ớt vô. Có em ngoại em nhìn nè, em ăn đâu. Dạ, em chào chị. Dạ, tụi em đi vô. Em mượn cái xèo rồi. Chị làm cái xèo giúp em, chị vui nha chị nha. Dạ. Em mời chị ăn nước, nước bằng nước ha. Ủa làm gì nó khôn. Nước nước ăn nha. Nó làm gì nó khôn, nó ăn trước không mà cả nhà nó không có mời ai luôn á trời. Mời chị nước nước ăn. Ăn trước để chút chạy trước. Dạ, em xin chào mọi người. Lần nào mà ăn xong chạy trước đâu. Cảm ơn anh Minh Hồ. Bánh xèo. Bánh xèo. Dạ. Bánh xèo. Bánh xèo. Đây mà bánh xèo. Ồ, nó em ăn bỏ. Bỏ nước. Bánh xèo ăn chán nậu luôn. Bánh xèo. 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 Nem rất là ngon, chị cuốn với lại cái rau sống chị. Đó, nem. Trời ơi, cái này là biệt danh là xứ sở. Cô ông danh lắm. Tiểu tử ơi, em ăn mắt cá thì tốt nè. Bị ỉ. Không giải nhận được không bị ỉ. Chứ không phải anh sợ anh đẻ hả, anh đẻ anh nuôi hả? Hình như là hai người này một lò sao á. Ờ, anh mình vậy, anh vậy, anh vậy, anh vậy. Đúng nha. Hai đứa lên hình cũng đẹp lắm chứ đâu có xấu đâu. Cảm ơn nha. Cảm ơn nha. Nóng. Đi hả đủ mấy cái à? Bốn cái rồi. Bốn cái được rồi chị. Bốn cái rồi ăn hết đâu. Bà nội kêu là 5 cái. Rồi 5 cái vậy mà. Đâu ăn hết. Đó tôi chảo hết rồi. Nên em làm cũng ngon. Đó cái bánh này không bỏ. Mình im cái miệng mình lại để cho người ta ăn. Ngày nào ăn với lộn hoài vậy trời. Bỏ kiên của ai còn hành chính của ngày mai chưa có kịp vô ăn đó. Tha tội em nhận miếng hoài vậy. Ngày mà ăn ghê trời. Bỏ đi. Giờ muốn cho ăn thì không ăn. Nghỉ ăn đi. Ra ngoài đường á, chồng nói là phải nghe. Về nhà mình dạy lại sao, hiểu không? Mỗi lần ăn là ổng nói tôi hoài là sao vậy? Thì nói ok cho nên người thấy em ăn em không mời người ta là anh cũng không thích rồi. Mình sửa lại cái nết mình. Cái nết đến chết cái đẹp. Là con gái cái nết đến chết cái đẹp. Ăn vô ăn bộ đội vậy kìa. Ăn vô là người ta thì nó hơi nhán quá. Không biết là cuốn cho chồng một cuốn để chồng ăn nữa. Mời cả nhà ơi. Đó thấy không chồng thật sự không? Ăn mà mời đàng hoàng. Sao mà vậy chứ hạnh phúc lắm đấy. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Em mời cả nhà ăn bánh xèo ngon ha. Cả nhà cả nhà ngon nha, mời mọi người nha. Cái này chị ăn chưa, ngon không chị? Ăn đi chị. Để em thôi nói dắt chị Sala đi ăn toàn là cái chỗ bình thường.
hôm nay dắt đi ăn chỗ là bất bình thường luôn. Một cái bánh xèo là 90 ngàn á, không giờ rẻ đâu. Ở trên mạng nói dắt chị đi ăn bột chiên 25 ngàn phần, hôm nay dắt chị đi ăn hoành tráng luôn. Rào ra đổ tươi. Ngon gà ngon gà. À đây bên đây ăn nè cả nhà đó. Bên đây cũng ăn luôn. Cũng mời mấy người. Dạ em xin chào anh chị. Anh chị cho vui anh chị nha. Ăn đi, nước hoài ăn đi. Ăn cho vui vẻ đi. Bà với anh dành ở chung nhà được thì nó luôn. Nghe không hả? Muốn ăn cái đồ của anh trời. Nghe hả? Mời mọi người cho mọi người ơi. Nghe hả? Nói vậy. Anh ơi. Thì em thấy Tiễn Tử ăn con tôm cả nhà, bánh thì còn ăn tôm không à cả nhà. Trời ơi trời, khôn ghê cái trời. Lựa tôm ăn nè, cái bánh mấy có hai tôm ăn hết hai tôm luôn. Trời ơi. Để ra coi bên bển quản lý Tiễn Tử giùm em nha, em thấy không thích rồi đó. Dạ anh để cho em ăn ngon. Phụ nữ đang để cho em ăn. Nước mắm đầy ngon ha, nước mắm đầy ngon. Thích là bánh xèo lắm á. Thiệt mà. Nhưng mà bánh này bánh cái này mình phải chung với bạn trai để cho anh có trở lại không có tinh cá chưa có em gái ơi em nói món gì em rất ăn lắm hả mà đầu tiên là em vô là em đặt trước tao 8 người nay chưa 7 người chưa làm em ăn trước tao đổ luôn đổ như là ở đâu chạy thêm nước trong chốc mình đuổi hoài chị ra lao thì em mày biết đâu không ăn trước đi giờ để ngồi nào nào cũng nói nhưng mà nó ăn hết. Em hiền quá, chồng nó mới dạy em. Nó dạy ăn nhiều vậy. Thử không? Em ngon lắm, tức bụng. Em ngon lắm, em thử em miếng đi chị. Em cũng ngon. Ở nhà ai ăn em mà ăn nha. Ăn gì chị? Hết à, chuyện thêm đi. Cái gì? Sợ hả? Mặt sao mà nghiêm trọng vậy? Ăn lại bị nói hay gì mà sợ nghiêm trọng vậy? Anh em cũng ăn cũng ngon. Bây giờ anh có ăn nha, anh không ăn gì em cũng bị nói hết trơn, anh yên tâm đi. Không, em nghe nói cái gì? Ngày xưa cái chen gì nè ta? Phan, để em thử nha. Ngày xưa cái chen gì nè? Rồi. Trời ơi. Để miếng đó lại miệng. Ừ, từ chưa ăn gì hết, hai đứa ăn hết cái bánh rồi cả nhà ơi. Lời quá. Trời ơi, cái gì bôi nữa vậy? Ai vậy cùng phe với lại bên kia rồi. Ăn đó, ăn cái lìa kìa đó. Trời, hai đứa bào lìa lìa luôn. Trời ơi. Mai chia phe đi. Ông Trần chưa đụng gì vô luôn, hai đứa ăn hết là quyền cái bánh luôn. Trời ơi, cái tay nãy giờ bẻ 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 gì trời. Không, cả nhà ngày xưa em thấy cái kem ta làm gì nè. Trời ơi. Một cúng ăn một miệng luôn chị, miệng bự quá. Cái kem đó hình như bên Hàn Quốc á. Kem đó bên Hàn Quốc á. Thôi mời mọi người nha, em xuống cái video này em ăn chứ không thôi em thấy không có lợi. Không làm lại được nó đâu. Rồi em cảm ơn tất cả anh chị nha, em cảm ơn anh Minh Hồ, cảm ơn chị Thảo Lucy. Mấy em coi thật sự công ty đã buôn bán xong rồi cũng biết mấy em đi ăn. Đó như vậy rồi chiều mấy em làm tiếp dịch. Công việc của em giữ xe. Nên xô mọi người. Đi làm tiếp dịch hả? Ế thì đi làm cái đó. Xe ế làm cái ngày đó là chồng quýnh là tôi không có khản đâu nha. Ok. Làm gì làm về phải đưa tiền cho chồng đó. Tôi nói thẳng anh nghe, tôi là về chủ xe ế tôi phải đi bắt đi làm nghề đó lại rồi ngày cũ rồi. Anh chấp nhận anh đến với tôi chấp nhận thì thôi, cái gì tình cảm mà vợ chồng mà. Ủa, đó anh sống với tôi à? Ủa, anh nhớ không? Anh nói cái câu này mà anh ấy ỉ rồi. Ỉ à phím. Ừ. Ma quỷ. Anh nhớ chưa? Một khi anh lụm dây chai á. Em biết anh vậy không? Thôi thôi. Ngày xưa nó lụm dây chai hả? Đứa nó vậy nó nuôi nó mập. Bây giờ lên nó ít hắt rồi dây chuyền đồ đủ thứ luôn hay sao? Tôi làm nghề đó. Ảnh đi ngang qua. Ảnh
anh định chi chai thì anh để ý tôi đó, anh tìm hiểu tôi thấy giờ họ kệ đi, mình làm ngày này thì họ kệ đi, cũng tao đổn tiên mình mới thương tình cảm với ổng, ổng mới về nhà cứ trống lên ngày nay đó, cứ trống lên đó. Vậy là nhờ ai? Nhờ Yến Tử. Nhờ ai? Rồi nhờ mà không biết ơn. Biết ơn nghĩa là gì hết trơn á, quý ơn quá à anh á. Rồi ăn đi, trời đánh tránh bữa ăn nha cả nhà. Mời mọi người nha. Cô gái có cái xong cái lại rồi ăn đi ăn. Dạ chứ không gió là mà cái này nó bánh nó không có ngon. Dạ. Ủa, em đi.